Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Tây Ban Căng lần thứ tư diễn ra tại Italy, 6 nước Tây Ban Căng đã hoàn thành việc ký kết một hiệp định kinh tế với các thành viên Liên minh châu EU. Bản ký kết mở ra một khu vực kinh tế vùng giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu và 6 quốc gia Tây Ban Căng, bao gồm Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro và Serbia. Mục đích của hiệp định kinh tế này là tăng cường thu hút đầu tư và kiến tạo việc làm trong khu vực hợp tác của hai phía. Đây là một thành tựu quan trọng từ hội nghị lần này. Việc bắt tay hợp tác giữa EU và các nước Tây Ban Căng đang mở ra những sự liên kết mới, hướng đi mới cho công dân của khu vực. Đây là một bước đi rất thực tế và đầy triển vọng. Đây là thỏa thuận được soạn thảo bởi Liên minh châu Âu-EU, đồng thời được xem là phiên bản mở rộng của Hiệp định Thương mại Tự do Trung Âu CEPTA đang tồn tại. Theo đó, sự kiện ký kết này là một phần của hội nghị thượng đỉnh Tây Ban Căng lần thứ tư vừa được khai mạc tại Ý vào ngày 12 tháng 7 vừa qua.